thế nào mình bán cũng rẻ thôi. Hello cả nhà. Anh chị có Nhật xin lãnh Nguyễn Nương xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ lên anh em chị nha, lên nhiều siêu phẩm nha anh chị, độc lạ nha. Em siêu tầm tất cả các nước nha anh chị. Bên em thì ship toàn quốc nha, bao bể mẻ tất cả các mặt hàng nha anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh để mà bên em sẽ có anh chị động lực để lên những sản phẩm đẹp phục vụ cô chú anh chị nha. Bên em có niêm yết số điện thoại nha anh chị, bên em là số điện thoại có niêm yết trên kênh 0913 330469 và 0935245244 nha anh chị. Đấy, hôm nay sẽ lên một cái bộ combo nha anh chị, combo chứ mà hai cái này là hai nước khác nhau nha anh chị. Một cái bộ này là anh chị, một cái bộ này là thúy hồng nha, một cái bộ thúy hồng mộc đấy, và anh chị thúy hồng mộc nha. Một cái bình trà, một cái này là một cái bình gọi là bình rót nha anh chị, siêu độc lạ luôn anh chị. Cái này là phong cách Âu, châu Âu, phong cách châu Âu nha anh chị. Một cái bình rót nè, cái này là một cái bình rót tầm cũng tầm 2 lít nước nha anh chị. Cái bình này là gồm có một bình và 4 chung nha anh chị, một bình 4 chung là cái bình này là anh chị của Đan Mạch nha. Của Đan Mạch, một bình gồm có 4 chung, họa tiết thì mộc đều là có truyện nha anh chị nè, có truyện nha. Cái này là Đan Mạch nha anh chị nha, một cái bộ trà một bình 4 ly của Đan Mạch. Và anh chị cái một cái bình này là một cái bình hoa của Đức nha anh chị nha, cái này là ký hiệu của Đức đó. Mặt đó là chị cũng là thúy hồng giống nhau luôn nha chị, thúy hồng hồng thúy là những cái dòng mà đỉnh điểm nha chị đó, là những cái men thúy hồng là men đỉnh điểm siêu tầm rất là lâu nha chị nha. Thúy hồng ngay cái trên sang xịn sò luôn. Bây giờ em sẽ lên chừng chi tiết nha chị, anh chị chốt cái nào thì anh chị báo nha. Thứ nhất em sẽ lên một cái bộ trà, một bộ trà tầm là 2 lít nước, tầm cái quai rót anh chị nha, này quai rót nè đó, và đều là có độ thông hơi hết nha. Bình này là 2 lít nước, em sẽ đo miệng nè anh chị, đường kính miệng 8.5 và cao miệng 20, còn cái ly chị ly là đường kính 7 nha anh chị và cao là 8 nè. Em sẽ ưu tiên cho anh chị chốt một luôn một combo nha anh chị nha, em sẽ ưu tiên cho chị chốt một combo luôn. Rồi anh chị, cái bộ này nè, bộ này là bộ châu Âu của Đan Mạch nha anh chị, bộ này là có giá là 1.700.000 một Đan Mạch, 1.700.000 nha anh chị nha, 1.700.000 mã L13. 1.700.000 mã L13. Bây giờ em sẽ đo cái đường kính nha anh chị, cái đường kính của cái một cái bình thúy hồng của Đức nha. Anh chị thúy hồng hồng của Đức nha anh chị, có mã số 66 và 25, miệng là 11 nha anh chị và cao là 25, cao là 25 nha anh chị. Rồi cái này vòng bụng, vòng bụng tới 68, vòng bụng 68 nha anh chị đó, vòng bụng là 68 đó. Cái này, mình này anh chị, bình này là có giá là 1.400.000 nha chị nha, 1.400.000 đó, 1.400.000. Nếu cái bình này anh chị, bình này là 1.400.000 rồi, mà mã 13 là 1.700.000, một bình gồm có 4 chung. Còn cái này anh chị, cái này là mã 14, 1.400.000. Cái bình này là bình của Đức. Nếu anh chị, em sẽ ưu tiên cho anh chị chốt hết một combo này là em sẽ tính sát giá cho anh chị với giá là 3.000.000 nha. Nếu anh chị một món là 1.700.000, một món là 1.400.000. Nếu anh chị quyên một combo mà em sẽ ưu tiên cho anh chị chốt nguyên combo vừa để cho anh chị trưng cho nó đẹp nha anh chị nha. Rồi là nguyên combo là 1.300.000 nha. Còn một riêng cái bình này, cái bình này cũng dòng thúy hồng chứ mà cái này là đỏ hơn nha. Cái này là dòng cốt này không có truyện nha, em cũng không có truyện chứ mà cũng không khẳng định là nó sẽ nước nào nha chị đó nè. Đó, không đó, không có truyện nha, mà cốt thì cũng dày anh chị nha, nó cũng dày đó. Em sẽ đo đường kính nha anh chị, đường kính là 11 nha và cao 22 đó, 22 nha anh chị. Rồi cái bình này chị, bình này có giá là 400.000,
Bình này có giá là 400 nha anh chị ơi. Chốt cho em mã L15. Đó là nguyên anh chị, chứ mà cái anh này với anh này thì nó sẽ giống nhau. Còn riêng anh này anh sẽ đỏ hơn nha anh chị đó. Combo thí hồng. Đó anh chị, mấy cái này siêu tầm rất là lâu anh chị nha. Cái này là siêu tầm, chứ còn thật tình là tất cả dòng nào cũng có, mà riêng cái dòng thúy hồng phải siêu tầm nha anh chị. Đó, thúy hồng. Đó anh chị cứ chốt từng mã thì báo em từng mã nha anh chị đó. Nguyên hai cái anh này thì em sẽ chốt cho anh chị nguyên combo là 3 triệu, 1 triệu 7, 1 triệu 400 là nguyên combo là 3 triệu nha. Còn anh này, riêng anh này là 400k đó anh chị, để trên cái bộ anh chị đỏ hồng luôn nha anh chị, đỏ hồng luôn đó, rực rỡ nha anh chị. Rồi ở cái này là mã L15 nha anh chị, mã L15. Cái này mã L13 và cái này là mã L14 anh chị, để rất là sang xịn sò luôn nha. Thì cho cái đó nằm trong tủ hết một combo. Sâu trước một chỗ nào rộng em bỏ. Ở sâu rộng em bỏ một sâu. Hôm trước rộng là bỏ một chút, chắc bỏ một sâu, tủ một sâu đó. Sâu xịn sò luôn. Rồi, một cặp ban cô xanh cô ban nha chị nha. À, xin lỗi, xanh cô ban chứ không phải là ban cô nha chị, xanh cô ban. Đó anh chị, một cặp luôn nha, mà trong này một cặp là một chiếc thấp một chiếc cao nha chị, nó là cũng là dòng phu thê nha. Một chiếc thấp một chiếc cao, và miệng thì lách cơ vàng, còn bộ họa tiết thì họa tiết nha chị. Họa tiết thì vẽ lách cơ vàng toàn bộ nha anh chị nha. Và cái bình này là không có truyện nha anh chị, không có truyện. Bình bộ này là đường kính 7.5 và cao bình là 27 nha anh chị. Miệng là 7.5, cao bình là 27 nha. Cao bình là 27. Rồi vòng bụng anh chị, vòng bụng là 33 nha. Rồi cái bộ này anh chị, một cái cặp này nha. Cặp này anh chị em sale cho anh chị với là, đó, cặp này sale cho chị với giá là 850k. 850k anh chị, mã L16 nha. 850k mã L16. Rồi một cái bình anh chị, cái này là một cái bình nha. Họa tiết thì bình này là anh chị, họa tiết bình này thì nó là vẽ tay nha chị, bình vuông vẽ tay nha. Mỗi tàu nha chị, cái này là tàu nha. Tàu cũ nha chị, đây nè. Một tích nè anh chị, và cái này là 2 tích nè. Rồi cái này là 3 tích nè anh chị, và cái này là 4 tích nè. Đều là có truyện ký hết nha anh chị. Đều là có truyện ký dưới này hết nha. Cốt bình thì cốt bình rất là nặng nha chị, cốt bình rất là nặng luôn nha. Hoàn toàn là vẽ tay 100% nha chị, vẽ tay 100% luôn. Miệng bình là 11 nha chị, và cao bình là 239 nha. Cao bình là 39. Vòng bụng là 63 nha chị. Cái này là cốt bình vuông nha. Cốt bình vuông gọi là siêu xịn nha chị đó. Rồi cái bình này chị, bình này là 1.250.000 nha chị nha. Vẽ hoàn toàn 100% vẽ tay luôn. 1.250.000 tích là tới anh chị Tùng nha. Hội 6 anh chị nhìn có chi tiết của nó anh chị rất là 1.250.000 cái gì vậy? Thời gian là nó không để lâu nữa, không để nữa không. Rồi 1.250.000 nha chị, cái bình này đẹp xuất sắc nha chị nha. Quá sức là đẹp luôn anh chị. Đấy, mỗi cái anh chị, mỗi cảnh đây là nó giống như một bức tranh nha chị nha. Mỗi cảnh nó có một cái họa tiết khác nhau. Rồi 1.250.000 mã L17. Rồi chị, cái này là một cái gạt tàn. Đấy. Một gạt tàn nha chị.
nặng nha, cốt nặng nha chị nha. Cái này là bật lửa nha anh chị, cái này bật lửa nha, vẫn ok sử dụng nha chị nha. Mà rất là nặng nha chị, nhìn rất là nặng luôn. Chị đó, một cái gạt tàn. Cái độ dày của cái này là tới 2 phân lận nha chị. Độ dày của này tới 2 phân. Một phân thì có 2 phân. Cốt thì rất là nặng nha chị. Nó có cái hộp như thế này nè chị. Đó. Vẫn sử dụng bình thường được nha chị đó. Và nó có sẽ có một cái khay gỗ nha chị, khay gỗ. Đặc sắc luôn, khổ gỗ nha chị. Gỗ này cũng là dòng. Đấy. Và nó sẽ phôn hộp nha anh chị, phôn hộp. Đường kính 10.5. Còn cái này là chị 10.5. Cao là 5 nha. Còn cái này đường kính là 7 nha anh chị, rồi cao là 7 nha. Một cái hộp này anh chị. Một nguyên hộp luôn nha. Đó, nằm trong hộp như thế này nè chị. Đó, một hộp này giá là 500k nha chị. Đồng ý chị, 500k thì cũng rất là to nha. Mà cái này anh chị gọi là siêu tầm mới có anh chị nha. Bây giờ nguyên lô hàng. Nguyên lô hàng nha anh chị. Chứ chỉ có anh chị, chỉ có một cái hộp này thôi nha, duy nhất một hộp này anh chị. Lâu lắm rồi anh chị, cái này em có, em bán rất là lâu rồi, chứ mà cái này 3-4 năm rồi, giờ em mới thấy một cái hộp này nữa anh chị, đáng tiền luôn nha. Đó, tuy rằng 500k thì cũng rất là to, mà anh này thì cũng rất là đáng tiền. 500k nha anh chị nha, 500k chốt giùm em L18 L18 nha anh chị này. Chị, cái này là một con gấu nha anh chị, con gấu là hãm miệng thôi chứ không có ngậm cá nha anh chị đó. Dưới này là một cái khúc gỗ nha anh chị, dưới này là một gỗ nha, một cái gỗ nha anh chị. Và cái này là hoa văn khắc bằng tay nha anh chị nha, khắc bằng tay. Cái này em cột lại để cho nó khỏi rồi ra anh chị, gỡ ra thì nó dễ nha. Mà báo chị là cái này là gỗ gì thì em anh chị, cái này là gỗ gì thì em không biết gỗ gì nha anh chị. Cái này là gỗ chứ mà báo cho anh chị, hàng của Nhật về tới này là những cái dòng này là không bị nứt nha anh chị, không bị nứt nha. Ở chỉ có 1-2 vết lỗi anh chị, vết mà va chạm với nhau, vết xước anh chị, chứ mà riêng anh này thì ok, không có bị gì hết. À, mà nhẹ nha anh chị, em báo nhẹ chứ không có nặng nha. Anh này tầm nửa ký nha anh chị, nhẹ chứ không có nặng, chứ mà rất là rồi. Đường kính là 30 nha anh chị, còn cái con gấu này đường kính là 19 nha. Cao 12 nha anh chị. Rồi anh này 250k. 250k anh chị nha, mã L19. 250k anh chị, mã L19 nha. Rồi cái này một set trà nha chị, một cái set trà Genmi nha anh chị, Narumi Bon China anh chị, là cái dòng men cao cấp nha anh chị. Đấy, một cái set trà, vừa là set trà họa tiết anh chị, lacquer vàng nha, lacquer vàng. Và cái này là một cái dĩa bánh, một dĩa bánh nha anh chị. Đấy, mới hoàn hảo luôn nha anh chị, mới này là 90% nha, mới 90%. Rồi cái dĩa này đường kính 21 nha anh chị, còn cái này là đường kính 15 nha. Rồi cái này là ly đường kính là 10.5. Rồi set này anh chị, set này là 200k nha anh chị nha, 200k. Rồi mã L20. 200k anh chị, L20 nha, lacquer vàng hoàn hảo luôn. Rồi em còn một set nữa anh chị, một set này nữa. Lacquer vàng luôn nữa, chút cho chị đây. Cái này là Bon China Narumi nha anh chị, Narumi Bon China nha, là cái dòng men đỉnh nha anh chị. Cái này cũng mới hoàn hảo luôn, 90% luôn nha anh chị, mới hoàn hảo 90% luôn, lacquer vàng. Đường kính dĩa là 21,
Còn cái này là dĩa này đường kính 14 nha anh chị, ly là đường kính 8 nha, cao là 6. Đó. Rồi set nha anh chị có giá là 240k nha anh chị nha, 240k. Mới hoàn hảo luôn nha anh chị. Rồi chốt L21. Đang còn một con. Con gà ngày bữa giờ đầu mã đã thành công. Hai bữa hai chị bán con. Rồi anh chị cái này là một. Cái này em có một cặp nha anh chị, em có một cặp, nhưng mà hiện tại em sẽ lên một bình nha. Họa tiết là vẽ gà nha anh chị, anh chị tuổi gà là anh chị mua nên mua cái này. Hoa văn nha anh chị, hoa văn dòng 3D nha. Hoa dòng văn là dòng 3D, vừa là có truyện nha anh chị, vừa là có truyện ký hết nha anh chị. Có truyện ký hết. Họa tiết là hoa mẫu đơn nha anh chị, miệng bình. Đây là dòng củ tỏi nha. Miệng 13 nha chị, miệng 13. Cao là tới là 36 nha chị, cao là 36. Vòng bụng. Vòng bụng là 79 nha chị, 79. Rồi cái bình này giá là 700k nha chị nha, giá là 700k. L22 nha chị. 700k L22. Đó, 700k là một bình nha chị. Cái này em có một cặp nha. Em có một cặp L22 anh chị nha. Đẹp lắm luôn, rất là xuất sắc luôn. L22 700k. Một cái bộ trà nha chị, một cái bộ trà này là anh chị. Tầm là nửa lít nước, chủ là nửa lít nước nha chị, và đều là các truyện nha chị, 4 truyện nha. Phía sau là chị lacquer. Phía sau cũng có lacquer vàng nha chị, phía trước này cũng có lacquer vàng. Viền sô cô la chị, trong này có 4 truyện rất là đặc sắc những cái dòng này chị nha. Đó, ly là ly xanh, họa tiết hoa lá đều là lacquer vàng hết nha. Rồi. Bên này là nửa lít nước lên chị, lọc tổ ong hoàn hảo luôn. Hoàn hảo nha chị, mới độ mới là 90% nha. Độ mới là 90%. Phía xưa dâu là có truyện 4 truyện nha chị. Rồi em sẽ đo đường kính nha, miệng bình là 8, cao bình tới là 21 nha anh chị, là em bán chị 500ml là nửa lít nước nha. Đường kính 9, rồi cao là 6. Rồi bộ này chị, bộ này là có em sale cho anh chị giá là 1 triệu nha. Em sale giá bộ này chị, bộ này anh chị 1 triệu nha. Đây là giá thời điểm bây giờ anh chị. Những cái bộ này trước kia là giá 1,5 triệu tới 1 triệu 7 nha anh chị. Hôm nay em sale cho anh chị giá 1 triệu. 1 triệu mã L22. L22 nha chị, 1 triệu L22 nha. Rồi cái này là dĩa. Cái này là dĩa sâu lòng của Pháp nha chị, cả cỡ mình kêu cái tô cũng được, hoặc là cái dĩa sâu lòng của Pháp cũng được nha chị, và đều là có truyện và đăng của Pháp phía sau hết nha chị nha. Rồi, có truyện hết phía sau nha. Dòng này chị, cái dòng này nó khó vỡ nha, dòng này là cốt mây sứ khó vỡ. Rồi đường kính là 20, cao 4 nha chị, đường kính là 20, cao là 4. Một con 22 nha, 20 nha chị, cao là 4 nha. Một cái tô này chị, một cái tô này là 70k nha chị, 70k. Cái này em có số lượng nha chị, 70k. 70k nha chị, mã L23. L23 nha chị, 70k một chiếc nha. Rồi chị, cái này là một cái tô. Một cái tô đa sắc nha chị, cái này tới là nhiều màu nha. Viền lacquer vàng nha chị, cái này là viền lacquer vàng. Ở trong này là gọi là chị, họa tiết là
đội phụng nha chị, họa tiết là phụng nha. Và chị bên này tới là thành phần tới thì quá trời luôn. 1 2 3 4 5 6 5 nha chị, 5. Gọi là đa sắc nha chị. Và cái này là các cơ vàng. Đường kính 23 nha chị, 23 năm. Rồi cao là 8 nha, 23 năm cao là 8. Một cái tô này siêu đẹp luôn nha chị. Rồi cái tô này chị 450k nha, 450k. 450k nha chị, cái này em cũng sale nha chị. Bình thường cái giá này, tô này giá trước kia tới giá 650 tới 700 nha chị. Hôm nay em sale còn 450k nha, mã L24. Rồi, một cái bình VIP. Thôi là VIP luôn. Một cái bình hoa mọc hoa nha chị, hoa riêng vĩ nha. Một bình hoa riêng vĩ và đều là có hộp nha chị. Đó, bình này đặc sắc nè. Bình này chị chỉ là có hộp. Có hộp nha chị, truyện nằm trong hộp luôn. Và cái bình hiện tại em không thấy truyện nha. Miệng bình là mùi nha chị, và cao bình tới là 22 nha. Cao bình là 22. Vòng bụng 65 nha chị, vòng bụng là 65. Hoa riêng vĩ. Rồi cái bình này chị, hôm nay em sale giá cho anh chị cái bình này bình thường. Rồi em sale giá cho anh chị cái bình này với giá là 450k luôn. 450k nha chị nha, 450k cái bình hoa riêng vĩ này. Rồi mã L25 có hộp nha chị, có hộp đầy đủ luôn nha. L25. Rồi. Một cặp mã đáo thành công nha chị. Đó, dòng hút lọc phụ tổ, dòng hút lọc nha. Mã đáo thành công. Miệng là 7 nha chị, cái này là mã đáo thành công, có truyện ký đầy đủ hết nha anh chị nha. Và đều là có truyện, mã đáo thành công. Phía sau cũng có truyện nha chị, miệng là 7 nha. Miệng là 7, cao 17 nha chị, bụng là 47. Rồi bộ này chị, bộ này là 450k nha chị nha, 450k. L26 nha chị. L26 450k một cặp nha. Đó, mã đáo thành công nha chị, 450k. Rồi chị, cái này là đấy, một cái đũa nha. Này là em có số lượng tầm 10 hộp nha chị nha. Đũa này chị, đó, anh chị nhìn thấy nè. Đũa này là chị, là một cái đũa lacquer vàng nha chị nha, đôi đũa lacquer vàng. Này là để make in của make in da băng nha chị nha. Ở đôi này nha. Make in da băng. Đường kính nha chị, đường kính đôi này là đường kính 23 nha chị, dễ nha chị. Cái này nè, anh chị nói nè, không phải là khó gấp đâu anh chị. Dưới này nè, dưới cái phần đôi đũa nè anh chị, nó có một cái để ma sát để gấp thức ăn nha chị. Nó không có bị trơn nha, nó sẽ bám vào hết nha chị nha. Anh chị một đoạn nè, nó sẽ bám vào thức ăn nha chị, không có bị trơn những đôi đũa bình thường nha. Đó, đôi. Rồi một cái hộp này gồm có 5 đôi nha chị, 5 đôi. Đó, 5 đôi nha. Hộp này là anh chị giá là 220k anh chị nha. Có ký hiệu đầy đủ anh chị, mát in của Nhật nè. Ký hiệu cứ ký hết nha anh chị. Rồi 220k một hộp 5 đôi nha anh chị nha. Một hộp này 5 đôi 250k nha, 220k nha anh chị nha. Đấy. Rồi chốt giùm em mã. Rồi cái này L26 nha chị, 220k hộp nha. Hộp này em báo chị, hộp này là 5 đôi nha chị, nó có 5 đôi nha. 220k L26. Rồi chị, cái này là hộp nè. Hộp này chị là cái dĩa xanh coban nha chị, dĩa xanh coban. Hộp này là gồm có
một hộp nha chị, một hộp gồm 5 dĩa nha, và sẽ có 5 ly. Truyện ký thì giống, truyện ký thì giống nhau hết như một hộp nha anh chị nha. Đây nè. Rồi. Dĩa là đường kính 13 năm, còn ly này là đường kính 8.5 nha chị. Rồi cao là 5 nha. Mỏng xứ xương nhẹ nha chị. Bộ này là xứ xương nha. Rồi một hộp này chị 5 ly và sẽ có 5 dĩa nha chị. Rồi 230k nha chị nha, 230k. 5 ly và 5 dĩa nha. Đây là phôn hộp luôn nha chị. Nó mới hoàn hảo 100% luôn. 230k nha chị, mã L27. 230k anh chị, L27 nha. Anh chị nhìn nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi em xin phép chào cô chú anh chị nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh nha anh chị, và bên em sẽ lên nhiều sản phẩm độc lạ để phục vụ cô chú anh chị nha. Dạ em xin phép.